Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp trên thế giới trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Vì vậy, chúng ta tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh trên quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại, tạo điều kiện cho việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, thực hiện nghiêm 2K, khẩu trang, khử khuẩn. Bộ Y tế chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc tiêm vaccine tại các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp, chậm hơn kế hoạch, khẩn trương đánh giá việc suy giảm khả năng bảo vệ của vaccine để có phương án tiêm các mũi bổ sung kịp thời, khoa học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương, chú trọng tiêm các đối tượng là người cao tuổi, người có bệnh nền, người tiêm chưa đủ liều, bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 11 tháng 9, thế giới ghi nhận trên 613 triệu ca mắc, trên 6,5 triệu trường hợp tử vong. Biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác. Các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể gốc và có thể làm gia tăng số ca mắc trở lại. Trong nước, biến thể mới BA5 lây lan nhanh hơn các biến thể khác và đã được phát hiện tại một số địa phương. Dịch bệnh có khả năng lây nhiễm trên diện rộng. Trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận trung bình 2.500 ca một ngày, riêng ngày 7 tháng 9 ghi nhận 3.878 ca, cao nhất trong 4 tháng qua. Số ca mắc mới, số ca nặng, ca tử vong có xu hướng tăng. So với tháng 7, trong tháng 8, số ca nhập viện tăng 330% số ca nặng, nguy kịch cần thở oxy tăng 316%. Đánh giá của Bộ Y tế cho thấy có 35% ca nặng tử vong thuộc các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Tính đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được 258,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong tháng 8, cả nước tiêm được khoảng 11 triệu liều vaccine. 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao nhất là Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bến Tre. Tuy nhiên, tình trạng né tránh tiêm vaccine ở một bộ phận người dân, công tác vận động, khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng chưa đạt như mong muốn. Tiếp tục phiên họp lần thứ 15, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc giám sát này được thực hiện trực tiếp tại 8 bộ ngành và 6 địa phương. Qua làm việc với các cơ quan, đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, dự báo tình hình khiếu nại tố cáo trong thời gian tới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Khiếu nại tố cáo hành chính liên quan đến đất đai tiếp tục là một điểm nóng, nhất là ở các địa phương đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công lớn, các dự án phát triển kinh tế xã hội và tập trung ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, có nhiều dự án phải thu hồi, bồi thường đất. Khiếu nại tố cáo, tranh chấp liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản sẽ tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến tranh chấp. Về việc tiếp công dân, việc tiếp định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Vẫn còn tình trạng bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân chưa phù hợp, cá biệt, có những địa phương bố trí cán bộ kém năng lực, hợp lý hóa gia đình, sắp nghỉ chế độ, bố trí cán bộ nghỉ hưu làm theo hợp đồng để tiếp công dân. Một số ý kiến cho rằng, bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, sự nỗ lực của các cơ quan trong việc khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn, nội dung văn bản thiếu tính thống nhất, chưa sát với thực tiễn. Một số đại biểu đề nghị cần chú trọng đến việc tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, làm rõ các trường hợp rút đơn sau khi được cán bộ giải thích, thuyết phục, vận động, qua đó phát huy trong thời gian tới. Đặc biệt, cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư Tiến sĩ Vương Đình Huệ đã dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng, Trung tâm huấn luyện đào tạo tướng lĩnh sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh trong quân đội và của cả nước. Hôm nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 63 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực, tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới, đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức và công vụ, hội tổ chức phi chính phủ, thi đua khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ nhà nước. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội, đề án dự thảo nghị định của Chính phủ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. Bộ có quyết định giao, điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức đối với từng cơ quan tổ chức hành chính và hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, bố trí sử dụng công chức viên chức theo vị trí việc làm, bổ nhiệm ngạch chức danh nghề nghiệp, tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức, đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức, tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của cán bộ công chức viên chức và các nội dung quản lý khác đối với cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức phê duyệt mã số xuất khẩu cho 51 vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Đây là điều kiện cuối cùng để Trung Quốc cho phép nước ta xuất khẩu sầu riêng sang thị trường này. Để bảo đảm sầu riêng của Việt Nam thuận lợi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và giữ vững thị trường, ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam có gần 3.000 ha diện tích sầu riêng đã được cấp mã vùng trồng, sản lượng ước tính đạt trên 68.000 tấn một năm. Tuy nhiên, khối lượng đăng ký xuất khẩu đến nay là 1,3 triệu tấn. Việc chính thức được xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc là cơ hội để trái cây Việt Nam nói chung và sầu riêng nói riêng từng bước khẳng định vị trí, chất lượng trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, điều này còn góp phần nâng cao giá trị sầu riêng của Việt Nam, tăng thu nhập cho người nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng chúng ta cần phải bảo đảm chất lượng sầu riêng, bởi nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có thể dẫn đến tình trạng gian lận, không bảo đảm được chất lượng hàng hóa, vi phạm quy định khi xuất khẩu và có nguy cơ mất thị trường, mất uy tín của hàng hóa nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Chuẩn hóa tất cả những vấn đề sản xuất của chúng ta, không chuẩn hóa, chúng ta không chuyên nghiệp quá, chúng ta vẫn trôi nổi
được chăng hay chớ, mừng trước mắt rồi buồn sau đó. Không phải mã số vùng trồng cho thị trường xuất khẩu mà cho cả thị trường trong nước. Nhưng mà bắt đầu từ cái trung tâm hệ thống phân phối lớn của đất nước tới các chợ đầu mối đều phải kiểm soát được mã vùng trồng nuôi. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thông tin thêm, hiện còn 49 vùng và 11 cơ sở đóng gói đang tiếp tục hoàn thiện, khắc phục theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Bên cạnh đó còn 33 hồ sơ vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói mới nộp về cục để chuẩn bị gửi tiếp đợt 2 cho phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương công bố gần đây cho biết, dự báo đến năm 2026, Việt Nam sẽ là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, với tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử đạt 56 tỷ đô la Mỹ. Quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt khoảng 16,4 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu năm đầu tiên đạt cột mốc này. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ đạt mức 39 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, năm 2022, kinh tế thương mại điện tử của Việt Nam cũng sẽ ghi nhận một số kỷ lục năm như: lần đầu tiên số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến của Việt Nam sẽ đạt 57 triệu người và có thể chạm mốc 60 triệu người. Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ sẽ vượt mốc 7%, đạt từ 7,2 đến 7,8% thị phần trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng đó, Việt Nam được dự báo sẽ là thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á vào năm 2026, với tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử đạt 56 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,5 lần giá trị ước tính vào năm 2021. Sau khi Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 được ban hành, tỉnh Lào Cai đã rà soát đánh giá lại các tiêu chí và hầu hết các xã không đạt chuẩn so với Bộ Tiêu chí mới, gây ảnh hưởng đến công tác xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đặc biệt là các xã vùng cao, biên giới. Năm 2020, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên về đích nông thôn mới. Thế nhưng sau 2 năm, xã có 4 tiêu chí rớt hạng sau khi đánh giá theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Trong đó, tiêu chí y tế đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình phấn đấu hoàn thiện. Bà con thì quen được hưởng các chế độ chính sách và được hưởng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên là về đích nông thôn mới thì sẽ không được hỗ trợ không nữa mà phải mua. Thiết bị để phục vụ khám sức khỏe điện tử thì còn chưa đảm bảo, còn thiếu cơ sở vật chất. Toàn huyện mới có 5 trên tổng số 15 xã về đích nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2021-2025, Mường Khương phấn đấu thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo đa chiều mới, tỷ lệ hộ nghèo của huyện tăng lên 47%, tỷ lệ hộ cận nghèo tăng 21%. Điều này rất khó để huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Người dân thì thu nhập rất thấp. Cái phần đối ứng của người dân theo cái hướng dẫn mới thì là rất cao. Thế cho nên là cái này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc xây dựng các cái cơ sở hạ tầng. Quy định mới về xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi các tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, đối với các địa phương miền núi, dân tộc thiểu số, do nguồn lực hạn chế, việc huy động các nguồn lực để thực hiện lại tiêu chí gặp nhiều khó khăn. Huyện đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch vùng của huyện để quản lý và làm cơ sở để đầu tư xây dựng có cái cơ sở hạ tầng tốt, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp để nâng cao cái năng suất, đảm bảo cái an sinh về an ninh lương thực cho người dân. Để hoàn thành được các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thì chính mỗi người dân cũng cần có những đổi mới trong tư duy và cách làm để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, từ đó duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới. Những ngày này, vùng biển gần bờ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xuất hiện các luồng cá cơm lớn. Hàng chục chiếc thuyền công suất nhỏ của ngư dân vùng biển Bãi Ngang, huyện Quảng Trạch liên tục ra khơi, đánh bắt thu về hàng chục tấn cá, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến biển. Vùng biển Bãi Ngang, xã Quảng Xuân tấp nập người từ sáng sớm đến trưa. Từng chiếc thuyền chở nặng cá cơm đưa vào bờ. Chỉ sau vài giờ ra khơi, trung bình mỗi thuyền của ngư dân thu về cả tấn cá cơm tươi ngon. Từ hôm nay là 5 giờ, 6 giờ sáng, mà đến hiện nay là mới 11 giờ.
thì số lượng cá là cũng được là tính cả ba chỗ lưới á, cũng được trên một tấn cá, mà chỗ sau á, là cũng gần tấn. Giá một tấn cá cơm á, thì hiện nay là một tấn là được 30 triệu. Toàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có 134 chiếc tàu cá, trong đó có hơn 80 chiếc tàu nhỏ đánh bắt gần bờ. Những ngày qua, sau đợt mưa lớn, nguồn nước bị xáo trộn, vùng biển ven bờ có nhiều thức ăn, nên các đội tàu cá đánh bắt gần bờ liên tiếp trúng các loại hải sản như cá cơm, cá nục. Trung bình mỗi chuyến biển, các tàu cá đều đạt sản lượng trên 1 tấn hải sản, thu về hàng chục triệu đồng. Nhờ đó, bà con ai cũng vui vì có thêm thu nhập. Nhằm thúc đẩy việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân lực phát triển các công nghệ tiên tiến, chiều ngày 12 tháng 9, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và đại diện tập đoàn Fujikin Incorporated đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chi tiết. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và tập đoàn Fujikin sẽ phối hợp thực hiện dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao tại Đà Nẵng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân lực phát triển các công nghệ tiên tiến như thiết kế các chủng loại robot, bao gồm cả thiết bị bay không người lái, chế tạo các thiết bị y tế tiên tiến thế hệ mới, sử dụng năng lượng hydro, hydrogen, công nghệ mới sử dụng LED, công nghệ mới liên quan đến thông tin và truyền thông, thành phố thông minh, vật liệu nano và vật liệu tiên tiến. Đặc biệt, dự án sẽ có sự tham gia chỉ đạo cộng tác của các nhóm nghiên cứu do giáo sư Amano Hiroshi, giải thưởng Nobel vật lý năm 2014 về những nghiên cứu ứng dụng LED. Với việc ký kết hợp tác này, hai bên mong muốn sẽ tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự phát triển khoa học kỹ thuật, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng để trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ngày 12 tháng 9, tại khu vực đê sông Lục Đầu, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Dương, đã diễn ra lễ diễn sướng hội quân trên sông Lục Đầu. Đây là nghi lễ quan trọng, thể hiện hào khí Đông A hào hùng một thủa, nhắc nhở cho thế hệ sau này về những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần. Hội quân trên sông Lục Đầu được tái hiện lại dưới sự tham gia của hơn 500 diễn viên không chuyên và 20 thuyền của ngư dân được trang hoàng lộng lẫy. Diễn sướng được chia làm 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là hào khí Đông A nhằm biểu dương lực lượng kháng chiến. Chủ đề thứ hai là hùng khí Lục Đầu. Chủ đề thứ ba là ca khúc Khải Hoàn có ý nghĩa tổng kết cuộc kháng chiến, ca ngợi công lao của Tiết Chế Trần Hưng Đạo, Thủy Tổ Hải quân Việt Nam, Đức Thánh Trần và những chiến thắng trên sông biển đã trở thành biểu tượng bốc son rực rỡ để các thế hệ sau tiếp nối. Cầu Đức Thánh Hiển Linh phù trợ, tiếp thêm sức mạnh cho con cháu vững tin hướng về biển đảo bảo vệ Tổ quốc. Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, tức mùng 10 tháng 8 đến 20 tháng 8 âm lịch. Ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam METROM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để bày tỏ sự tri ân đến các nhà khoa học và gia đình các nhà khoa học, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học và xã hội tiếp tục góp sức, chung tay với Trung tâm trên hành trình sưu tầm, lưu trữ và phát huy những di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận và nghiên cứu gần 3.000 nhà khoa học ở tất cả các chuyên ngành lĩnh vực khoa học và đã sưu tầm gần 1 triệu tài liệu hiện vật, hàng trăm ngàn phút ghi âm, ghi hình ký ức, câu chuyện của các nhà khoa học Việt Nam. Đây là khối di sản khổng lồ có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu nghiên cứu về lịch sử cuộc đời các nhà khoa học, lịch sử các ngành lĩnh vực khoa học, lịch sử giáo dục, chính trị xã hội. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Đảng nước Nga thống nhất chiến thắng tại nhiều địa phương. Bùng phát đụng độ ở biên giới Azerbaijan và Armenia. Ngày 12 tháng 9, khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva với sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Federico Vincas, đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Argentina.
Trước cuộc họp, Hội đồng Nhân quyền đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị của Vương quốc Anh qua đời. Bà Nada Al-Nassif, Phó Cao ủy Nhân quyền, hiện đang giữ chức vụ quyền cao ủy, đã trình bày bản cập nhật về tình hình nhân quyền toàn cầu, trong đó nhấn mạnh về những tình huống trên khắp thế giới, tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về nhân quyền, đòi hỏi phải có những hành động khẩn cấp. Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Geneva, diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Sau khóa họp này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bầu mới 1/3 số thành viên Hội đồng Nhân quyền theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga hôm qua công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử người đứng đầu các địa phương. Sau khi kiểm 100% số phiếu, kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Anton Alekhanov của Đảng nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở tỉnh Kaliningrad với 80,21% số phiếu ủng hộ. Tại tỉnh Vladimir, quyền thống đốc Alexander Adib của Đảng nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng với 83,68% số phiếu bầu. Tại tỉnh Tambov, người đứng đầu chính quyền khu vực Maxim Yegorov của Đảng nước Nga Thống nhất cũng đã giành chiến thắng với 84,95% số phiếu bầu. Trong khi đó, tại tỉnh Ryazan, quyền thống đốc Pavel Markov đã giành chiến thắng với 84,55% số phiếu ủng hộ. Còn tại tỉnh Tomsk, ông Vladimir Mazur cũng của Đảng nước Nga Thống nhất giành chiến thắng với 84,94% số phiếu. Cuộc bầu cử địa phương được tổ chức tại Nga từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 với tổng cộng khoảng 4.700 chiến dịch tranh cử ở 82 khu vực. Cử tri bầu ra 14 thống đốc tỉnh cũng như các đại biểu của 6 hội đồng lập pháp của các chủ thể liên bang và 12 cơ quan lập pháp thành phố của các thủ phủ khu vực. Rạng sáng nay, người dân ở nhiều thành phố của Armenia cho biết đã xảy ra các vụ nổ do pháo vào máy bay không người lái. Armenia cáo buộc người láng giềng Azerbaijan đã gây ra vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết quân đội Azerbaijan đã sử dụng pháo hạng nặng và cả máy bay không người lái. Một máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bị bắn rơi ở Vandenis thuộc phía bắc Armenia và không tiếp giáp với khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Armenia cho biết quân đội nước này đang phản ứng tương xứng. Về phần mình, chính phủ Azerbaijan cho rằng Armenia đã bắt đầu các cuộc khiêu khích trên diện rộng nhằm chống lại các lực lượng vũ trang Azerbaijan, gây ra tổn thất về nhân lực và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự. Azerbaijan cũng tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang Armenia sẽ phải chịu những tổn thất tương xứng. Tại cuộc họp bất thường ngày hôm qua, chính phủ Séc đã đưa ra mức giá tối đa cho điện và khí đốt trong năm tới để bảo vệ các hộ gia đình khỏi giá tăng cao trên thị trường. Từ tháng 11 tới, người tiêu dùng bán lẻ gồm các hộ gia đình và các doanh nghiệp tại Cộng hòa Séc sẽ phải trả tối đa 6 koran, tương đương với 0,247 đô la Mỹ cho 1 kW điện và 3 koran cho mỗi kW khí đốt, chưa bao gồm thuế VAT. Thông tin được chính phủ Séc công bố tại cuộc họp báo sau phiên họp. Điều chỉnh này áp dụng cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức khác như trường học và bệnh viện. Với việc được điều chỉnh về thuế, giới hạn giá điện của Cộng hòa Séc sẽ tương ứng khoảng 200 euro mỗi MWh, một mức giá được đề cập trong các đề xuất của Ủy ban châu Âu về giới hạn giá đối với các nhà máy phát điện không sử dụng khí đốt tự nhiên. Mặc dù cao hơn so với giá trong những năm qua, nhưng cũng đã thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay. Bộ Nội vụ Séc cho biết, với mức giá giới hạn như vậy, một hộ gia đình sử dụng điện sưởi ấm sẽ tiết kiệm tới 4.500 đô la Mỹ mỗi năm. Cục thuế Thái Lan cho biết trong năm 2023, nước này sẽ đưa ra các biện pháp và mức thuế rõ ràng đối với sản phẩm liên quan đến việc phát thải ra khí carbon trong quá trình sản xuất. Đây là một nỗ lực nhằm hoàn thành mục tiêu về khí thải của Thái Lan. Thái Lan đang nghiên cứu các biện pháp hiệu quả để đánh thuế carbon đối với hàng hóa dịch vụ thải ra lượng lớn khí thải nhà kính. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU sẽ thu thuế carbon đối với 5 mặt hàng, gồm xi măng, thép, nhôm, hóa chất, phân bón và điện. Nếu nước này không thu thuế carbon, các doanh nghiệp ở Thái Lan sẽ phải trả thuế tại các quốc gia EU nếu như xuất khẩu các loại hàng hóa trên vào thị trường này. Thái Lan cho biết sẽ đàm phán với EU để miễn giảm thuế carbon cho các sản phẩm xuất khẩu để tránh bị đánh thuế hai lần. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.